Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Em đứng lại người yêu đầu tiên chứ trước đã vậy cũng không quen anh nào. Em mới lớn mà anh hốt luôn rồi. có cho cơ hội để hôn người khác đâu. Mời quý vị chúng ta dành tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trần Cao Minh Trí, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại công việc của em đang là giáo viên dạy thể dục nhịp điệu mầm non. Em tên là Phan Thị Thanh Thủy, năm nay em 20 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của em là giáo viên dạy aerobic mầm non. Ủa tụi em cưới nhau hồi nào? Dạ em cưới được 2 năm rồi ạ. Vừa đủ tuổi là đăng ký kết hôn luôn. Tụi em có em bé chưa? Dạ rồi, em bé được 7 tháng ạ. Rồi hai em quen nhau sao kể nghe. Trước đó là em làm nhân viên sale bên công ty điện máy. Thì một ngày đó em đang đi làm. Rồi tới buổi trưa em kiếm quán để nghỉ trưa. Thì em thấy cái quán đó vừa có cơm vừa có nước mía giỏng. Thì em ghé vào nghỉ trưa. Thì quán đó là quán của bà ngoại của vợ em bán. Thì vợ em bán phụ. Thì vô em kêu dĩa cơm để ăn. Mà tự nhiên cô bé bưng dĩa cơm ra dễ thương quá. Rồi em bị sét đánh lúc nào cũng hay luôn. Rồi sau đó em cứ ngồi nhìn, cô đó đi đâu cũng nhìn, đi theo cũng nhìn, làm cái gì cũng nhìn. Hôm đó khách đông nhiều lắm, cũng có nhiều anh nhìn. Mà không có anh nào mà nhìn mình mà lộ liễu mà nhìn phát mà sợ. Bỏ cơm luôn. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì đi, em qua đây em ngồi đi. Em qua ngồi đã tái hiện lại cái hình ảnh. Đâu nhìn thử coi, nhìn lườm lườm á. Lúc đó là cái dĩa cơm trước mặt ngồi. Đó. Rồi em làm cái gì? Nhìn. Nó phản ứng sao? Nhìn vậy má. Các em hỏi em tên gì vậy? Hỏi làm gì? Rồi móc mắt giờ. Cái uống hết ly nước mía cái không biết làm sao để kêu bé đó lại, cái em kêu ly nữa. Kêu ly nữa mà em làm 3-4 ly vậy luôn á. Bé bán cho bà ngoại á, em thấy tiếp cận bé này không được rồi. Cái em đổi chiến thuật qua tiếp cận bà ngoại. Qua bữa sau em ghé tiếp, rồi cả tuần em ghé tiếp. Bà ngoại có nói cái gì về anh này cho em không? Lúc đó thì ngoại nói thằng này cũng được. Nói chung là công ăn việc làm cũng ổn. Có cái chiêu gì mà để bà ngoại mà diệt cái ta hay ta? Mấy lần sau em ghé mua trái cây qua mời bà ngoại ăn. Xong rồi em cũng ghé tới lui rồi cả tháng. Ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 cái em mua gấu bông to thiệt to, em tới em làm quà tặng cho bạn gái. Mới tỏ tình là bạn gái anh nhà. Rồi xong vợ em mới chịu. Rồi bà ngoại đồng ý. Lẽ nhiên ra nó không chịu đâu. Mà tại vì á bữa đó mưa tầm tã, mưa lớn lắm. Ổng chạy qua, gấu bông ướt nhẹp rồi. Chỉ có mấy bọc trái cây thôi đó, có con gấu bông ướt thôi đó. Một người kiếm được cái trái tim người đẹp như thế này. Dễ gì, dễ gì chưa đâu. Ủa phải không? Chưa. Còn có cái gì nữa không á? Suy nghĩ là em phải gọi là nịnh bà ngoại. Dạ. Đúng chưa? Nhiều hơn nữa đúng không? Thí dụ, có hành động gì? Hay là có một cái việc làm? Dạ có việc làm cho anh rồi. Đây, nhân viên không công. Vô làm suốt từ bưng ly cho tới rửa ly, rồi quét nhà, lau nhà, rồi phụ. Nói chung là coi như là vô làm ô xin luôn. Gần một năm sau mới tới đám cưới. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, không cho đi đâu hết. À, không đi đâu hết. Dạ. Có người là muốn làm gì, muốn nói gì. Ở quán. Có là mật vụ là bà ngoại. Dạ đúng. Thân rồi cái lâu lâu xuống bếp phụ làm đồ ăn, cái lén lén ôm cái vô trong bếp á. Rồi lâu lâu cái lén lén hung cái mà cái ngó đầu ra dòm coi bà ngoại phát hiện không. Đâu. Không có, hung cái tiếp theo. Hung sao nó tái hiện lại thôi. Được không vậy? Được, vậy. Được hết. Được. Đó. Vợ mình mà, đó, dòm tới dòm. Không có bà ngoại ở đây, tôi hung cái. Không. Mà có đặc biệt một cái chuyện này em nhớ tới bây giờ á, là nhà mẹ vợ em có nuôi con chó đó hung dữ. Ai đi ngang nó cũng sủa hết trơn á. Cái lần đầu tiên em vô nhà vợ em á, chó nhìn em nó không sủa. Thấy chưa? Ông lén ông hung nhiều tới cái mức mà cái mùi của bà này thẩm qua 10 người ông luôn. Rồi ông đi đánh lừa được cái bà chó luôn. Trời đất ơi. Là... Có một lần á là lúc đó là được đi chung á, là cha là mẹ em với lại bà ngoại kia đám cưới. Lúc đó thì cũng dành cho hai đứa mày một vé, rồi cho đi chung luôn. Xong rồi bữa đó là mẹ mắc gì chuyện công việc gì đó, mẹ về sớm. Em với chồng em thì lúc đó cũng nói với mẹ là thôi để ăn xíu rồi, nhưng mà lúc đó là cũng xin về luôn. Chạy về tới nhà nhưng mà không về vô nhà, mà chạy ra gần cái sân banh gần nhà đó. Lúc đó cái đậu xe ngay sân banh, ở trong ta đã banh kệ người ta, ở ngoài em ôm vợ em cho đã. Tại vì đâu có thời gian, lần đầu tiên được ôm ở ngoài đường chứ thường tôi ôm trong bếp không à. Ôm xong cái hung môi đứng ngoài đường, ai nhìn kệ, tranh thủ được phút nào hay phút đó. Xong đâu rồi. Đó là lần lắm đúng không? Dạ đó là lần đầu tiên ôm và hung ngoài đường, còn lại là trong bếp không. Rồi dạ. Tức là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ là khoảng một năm. Rồi đám cưới rồi vui không?
Vui lắm anh. Đêm đám cưới đó vui không? Dạ cũng vui. Bất ngờ, nói chung là nói thiệt thì em nói chung trước giờ em đi làm nhưng em cũng không quen ai trơn á. Em cũng là người yêu đầu tiên chứ trước đó giờ em cũng không quen anh nào hết. Em mới lớn mà anh hốt luôn rồi. Có cho cơ hội để hôn người khác đâu. Sao đó rồi bà khóc dữ không? Vợ em không khóc mà vợ em hồi hộp bất ngờ giống như là không biết thôi. Anh làm gì em vậy? Trời vậy thôi. Tụi em trả lời sao? Không biết. Thì xong rồi vậy qua đêm không tới sáng. Suốt đêm bé nó có hỏi nhiều câu hỏi khó. Dạ khi mà biết rồi thì không hỏi nữa. Chắc có người là xỉu đó. Vừa thấy nó hết còn xỉu. Rồi sau khi cưới về bây giờ là đã 2 năm chung sống với nhau. Vậy thì bây giờ hai em hãy kể cho anh nghe đi, tật xấu của nhau đi. Vợ em xinh đẹp vậy có tật xấu gì không? Dạ thì cái lớn nhất là tánh còn nít. Nhưng mà trong đó là cái đáng yêu, nói chung là đối với độ tuổi của vợ em bây giờ á, mà biết suy nghĩ, biết làm việc phụ với chồng, lo cho con và lo cho gia đình, như vậy đối với em là quá tốt rồi. Chỉ con cái là hay nóng tánh, mỗi lần giận là cái nạt em. Rồi còn em? Ông nói nhiều lắm. Đi gì gặp đường cũng nói trơn á. Người ta vượt đèn đỏ cũng nói. Người ta ăn mặc sao đó chứ là hơi lạ lạ xíu cũng nói. Rồi cái đứa nào mà chị nào nhộm tóc mà xanh quá vàng quá cũng nói. Cái gì cũng nói hết trơn á. Nói chung ảnh hay nói nhiều lắm. Để ý nữa kỹ tính. Chỉ có cái là kỹ tính quá nhiều khi em cũng khó tính cho nên có khi nào mà em giận quá rồi không cho vô nhà rồi đuổi đi luôn đó. Là lần đó em đi về quê đám cưới gia đình đó, là em xin đi á, nói thẳng là xin vợ đi 2 ngày tại vì ở xa á, nhưng mà về đó vui quá cái em ở thêm ngày nữa là 3 ngày. Về là mặt vợ em đóng gom, vợ em lấy cái bịch đen lớn như vậy nè, gom hết quần áo mền mùng gối của em á, bỏ vô cái bao đen bịch đen á. Cái nói anh xách đi, những cái gì mà của anh em bỏ ở đây hết rồi nè, anh lôi đi hết đi. Đúng rồi, lúc đó em nóng lắm. Tại vì á, lúc đó cũng mới cưới đầu nửa năm mà. Dạ, lúc đó em bỏ cũng đi lâu quá. Năn nỉ mà vợ không chịu nên em phải xuống nước. Cái em ấy xuống nước cũng không được nữa nên bây giờ em mới gằn lại. Bây giờ em kêu anh đi đúng không? Đúng. Đó, dựng đồ trong đây là của anh hết đúng không? Đúng. Đó, bây giờ á anh đi là anh đem hết đồ của anh đi đúng không? Đó, cái vợ mới nói đúng, anh đi đi. Cái em lấy cái bao đem trút hết đồ ra. Em lấy cái bao em trùm vô người vợ em kéo đi. Em vác, em lôi em ẩm đi. Trời ơi. Cái lúc đó em mới bực mình, em nóng em đâu biết gì đâu, tự nhiên mình đang ngồi đó. Mình đang ngồi mình ấm mức lắm kìa. Cái ổng làm vậy mình tưởng đâu ổng tính đánh mình không. Ai ngờ đâu á. Cái anh im, cái không khí nó im điềm xuống hẳn. Cái vợ mới hỏi anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Bôi em ra coi. Cái em mới nói thì anh kêu em kêu anh á là cái gì thuộc về anh á, anh lấy đi hết. Thì em là vợ của anh nên anh phải mang em đi. Con. Sau đó hai chồng ôm nhau làm quà luôn rồi xong. Ở tiếp, không đi nữa. Ở tiếp. Dạ. Hay quá, dễ thương quá à. Mai mốt vợ tôi mà đuổi tôi chắc tôi làm cái trò này nữa. Rồi bây giờ nè, em dạ. Mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em khó nhiều thứ lắm nhưng mà em thấy anh cũng ổn, nhưng mà có cái là bớt nói nhiều lại. Nhiều khi nói qua em bực lắm. Tại danh vợ em hay là cầu toàn, giống như là em là phải hoàn hảo nhất. Rồi giờ tới em. Dạ. Mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Em muốn á, bà vợ em thay đổi á, là bớt nóng, là khi mà hai chồng cự nhau á thì chồng nhịn tiếng, vợ nhịn tiếng. Nhưng là để không có chuyện gì xích mích lớn xảy ra. Tại vì khi mình nóng á thì mình sẽ không kiềm chế được lời nói. Thì mình nói những câu là buồn lòng nhau khi mà qua rồi á, thì những cái buồn đó nó có thể là còn giữ trong lòng. Còn một cái của vợ em nữa, cứ nghĩ là chồng mình lúc nào cũng là số 1, lúc nào cũng là siêu nhân hay gì, cái gì cũng phải muốn hoàn hảo hết. Chứ em suy nghĩ trong đầu em là em hoàn hảo rồi, em tốt lắm rồi, cố gắng để tốt rồi. Vậy mà chồng em á, mà nếu như không đạt được cái gì đó thì em sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Trường hợp của tụi em ở đây á thì là vợ của em mặc dù ít tuổi nhưng mà vợ của em có một cái chính kiến tương đối là đó, là và một cái lập trường tương đối kiên định về những cái điều mà cổ suy nghĩ. Trong cái việc mà em đòi hỏi ở chồng em như vậy đúng chứ không có sai, nhưng mà phải đúng cách, hiểu ý chị không? Đừng để bạn chồng bị mất định hướng, xong bạn chồng làm mất hết những cái gì bạn chồng đã tạo ra. Tại vì sau này cái người chồng sẽ là cái người mà phải là trụ cột cho mình. Mà nếu như bây giờ một lúc nào đó
mình làm ảnh hết gai góc ảnh như là cái viên bi rồi là mình khó. Tại vì nó viên bi mà em để xuống đất thì nó lăn hoài không biết chừng nào nó mới dừng, chỉ khi nào nó có một cái gì chận lợi nó mới dừng thôi. Đúng nhưng mà phải đúng cách, đó là cái mà chị khuyên bé. Đó, còn em cũng vậy, thương vợ nhưng mà phải biết cách thương, đừng thương mù quáng. Sau này cũng giống như thương con vậy đó, hiểu không? Hai em quá trẻ đúng không chị? Quá đẹp đâu. Luôn, tình yêu quá đẹp. Vợ em á, là cái tánh của vợ em á, là sau này vợ em thành đạt á, chứ không có đơn giản đâu. Một ngày nào đó sẽ chứng kiến người phụ nữ này sau này sẽ thành đạt và đây sẽ là một người đàn ông Mr. Perfect nha. Rồi. Vợ em khui ra là có đi xem phim với một người trai. Em nóng đến mức là em đấm bể các bạn. Sau vụ đấy là em biết chồng em rất là nóng tính, em sợ nên lần sau em không dám.